Anh đi tắm đi. Anh tắm rồi. Cái gì mà tắm rồi? Đi tắm đi. Anh tắm rồi mà. Anh còn giận em hả? Anh giận em làm gì? Thật hả? Hôm qua em làm anh không vui mà. Anh không giận. Em yên tâm. Hôm nay anh mệt quá, ngủ sớm đi. Vậy anh có ngửi thấy mùi thơm không? Không thấy. Anh tự ngửi lại đi. Hình như có một chút. Bà xã, anh nói em nghe, hôm nay anh mệt cả ngày ở công ty nên giờ buồn ngủ lắm, đi ngủ sớm đi. Hôm nay em đã đổi nước qua, là nước qua của Pháp đó. Nước qua của Pháp? Ý em là sao? Còn phải hỏi nữa, anh thông minh lắm mà. Bà xã, anh nói nè, hôm nay anh ăn đậu phộng hạnh nhân nhưng chưa đánh răng. Anh còn giận em. Anh không giận thật mà. Em nghĩ nhiều rồi, ngủ đi ngủ đi. Anh muốn người ta cầu xin anh hả? Bà xã, anh nói em nghe, thực ra giữa vợ chồng xảy ra chút mâu thuẫn, chút va chạm là chuyện bình thường. Nhưng nếu cứ giải quyết cứng nhắc thì không hay đâu. Em biết làm vậy sẽ tạo thành bóng ma sau này không? Được, em biết rồi. Có phải em giận không? Không có. Không có thì tốt. Không có thì tốt. Em không nên lấy một người đàn ông già mới tân hôn mà không biết trân trọng gì hết. Bà xã, sáng mai chúng ta dẹp đi. Sáng ngày mai. Hai lần. Hai lần. Cô nghĩ thử đi, sau khi kết hôn ngoại trừ Bành Khải Hoàng ra, trong cuộc sống cô còn có gì? Ngay cả bản thân cô cũng sắp mất rồi. Lỡ một ngày Bành Khải Hoàng không cần cô nữa, cô nhảy xuống sông Hoàng Phổ hả? Cô nói nghe bi quan quá. Tôi chỉ nói lỡ như. Có thấy ai kết hôn rồi nghĩ tới ly hôn không? Nhưng giờ tỷ lệ ly hôn đang trễ quá. Đàn ông ai cũng cần có thời gian và sự mới mẻ. Đừng bao giờ ép anh ta vào đường cùng. Chủ biên Tô, tôi tới giới thiệu với cô đây. Đây là Tô Tiểu Tiểu, vừa mới tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về, giờ tới chỗ chúng ta thực tập. Tôi giao cô ấy cho cô, sau này cô ấy sẽ theo cô. Chào cô giáo Du. Cô giáo. Cô đừng gọi cô giáo,
Tôi không dám nhận. Tôi cũng cảm thấy gọi cô giáo không hay, nghe có dễ dàng. Nhưng nghe nói trong nước đang thịnh hành cách gọi này, vậy sau này em gọi là chị Xuân Hiểu nha. Không phải ở nước ngoài thịnh hành cách gọi tên sao? Gọi tôi Xuân Hiểu được rồi. Không được, nước ngoài là nước ngoài, người Trung Quốc kính già, mẹ tôi dạy vậy đó. Sau này nếu có chuyện gì, cô cứ để cô ấy làm. Tuổi trẻ còn được rèn luyện nhiều. Phải rồi, Xuân Hiểu à, lúc đi làm cố gắng xem nhiều thứ có ích, đừng có xem mấy thứ tào lao. Dạ. Chị có tập thể dục không? Với phụ nữ kết hôn mà nói, dốc dáng của chị cũng ổn đó. Nhưng cánh tay, bắp tay, eo có hơi nhiều thịt. Hết cách rồi, ai có tuổi cũng vậy hết. Hay để em chọn cho chị một lớp học nha. Yoga, pilates, đạp xe tốc độ em đều biết hết. Dừng, stop, dừng. Tôi thích mình như vậy. Bạn của cô ở bên kia, qua đó ngồi đi. Trước tiên xem số tạp chí nửa năm trước, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi. Nào, đi bộ tại chỗ. Bắt đầu từ chân phải. Chuẩn bị nào, chân phải hai lần, chân trái hai lần. Bước lên, sau đó xuống dưới. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tay phải mở ra. Đổi tay trái. Tay phải mở ra. Đổi tay trái. Chân phải hai lần, chân trái hai lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó từ từ hít thở sâu. Từ từ thả lỏng người. Tốt rồi, rất cảm ơn mọi người. Biểu hiện tốt lắm. Được rồi, mọi người đi uống nước đi. Sau đó nghỉ ngơi 5 phút. Ok, dạ cảm ơn huấn luyện viên Bạch. Mệt quá, mệt chết đi được. Mệt quá, cho cô nước nè. Đây. Cảm ơn. Cô mới học hả? Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên. Hèn gì tôi chưa gặp cô bao giờ. Dáng cô đẹp rồi, học làm gì nữa. Tôi nghĩ mình không được săn chắc, bắp tay cũng hơi to. Đừng có đùa, nhìn cô có chỗ nào có thịt đâu. Nhưng đúng là vận động tốt cho thân thể. Tôi cũng nghĩ vậy, suốt ngày tăng làm về nhà nấu cơm cho chồng, nên tôi muốn mình làm chút chuyện gì đó. Cũng không biết tôi có thể kiên trì không nữa. Tôi nói cô nghe, như vậy là đúng. Thanh xuân của phụ nữ được có mấy năm này, nếu qua mấy năm này chỉ có thể dựa vào thể dục để duy trì. Tôi với cô coi như cũng có duyên. Hay lần sau chúng ta hẹn nhau đi chung, để cho các bạn bè đi. Được, vậy tốt quá. Để có thể duy trì dốc dáng của mình. Vậy thì tốt, tốt. Cho nên sau này mỗi tuần em đều đi tập thể dục. Cơm tối mấy ngày đó anh tự giải quyết đi. Hả? Hả cái gì mà hả? Em giữ gìn sức khỏe, anh cũng có lợi đúng không? Nếu muốn có lợi thì phải hy sinh một chút. Được, chỉ cần vợ anh muốn, sau này anh ra ngoài ăn cơm có nhiều gia vị. Trước khi kết hôn anh ăn đâu có ít. Bà xã à, anh hỏi em, em nói em làm tấm thẻ này bao nhiêu tiền hả? Nửa năm là 1.500, em làm một năm là 3.000 đồng. Rẻ vậy sao? Phụ nữ tụi em dễ bỏ tiền ra thật. Mắc hả? Không mắc. Chỉ cần vợ của anh muốn thì không có sao hết. Cánh tay của em đau quá, anh xoa bóp giùm em đi. Được, em xoay người lại đi.
anh nói cái gì? Không nói gì hết. Đúng là chỗ đó đó. Được được được. Ai vậy? Đông Đông, đi mở cửa đi. Tới đây, tới đây. Tới đây, tới đây. Chào cô tìm ai? Tôi là người của công ty Gia Chánh. Tìm em hả? Em là Tiểu Cần. Mau vào đi. Nào, để ở đây. Để đồ đây được rồi. Ông xã, để em giới thiệu. Mau gọi chú đi. Chú. Chào chú. Đây là Tiểu Cần giúp việc mà em tìm được ở công ty Gia Chánh. Chú à, chị à, hai người vẫn chưa ăn sáng hả? Hay để em nấu cho mọi người? Nấu xong em sẽ đi mua rau. Hôm nay mọi người ăn thử đi. Không hợp khẩu vị thì chúng ta sẽ đổi. Còn bé này nó ngọt thì còn thông minh nữa. Kêu em chị còn anh là chú. Anh còn chưa làm ba. Đi chết đi, coi như vậy đúng rồi. Em tìm người giúp việc là có ý gì? Thì có gì đâu. Em làm vậy để anh yên tâm làm việc. Sau này không cần lo nghĩ nữa. Đâu phải anh không có thời gian nấu cơm. Em tìm người giúp việc tốn tiền lắm. Không tốn đâu. Em tính rồi, tiền lương của anh đủ trả cho cô ấy. Em nói anh biết, sau này nếu anh còn dám lấy danh nghĩa nấu cơm cho em mà nghỉ việc thì không yên với em đâu. Cô ấy nấu anh cũng có thể nấu. Đi rót cho em ly sữa. Có ngon không đây? Chị, sữa để đâu? Để em lấy cho. Đây. Cảm ơn chú. Đông Đông, tháo tạp về ra đi. Em gái à, chú cảm ơn nha. Ráng nấu cho ngon đó. Ăn cơm thôi. Được, cho tôi 10 phút nữa. Được. Chị tại sao mãi không thấy cô nổi lên? Sợi dây chuyền của tôi rớt xuống nước. Để khen sự dũng cảm của anh, tôi mời anh uống nước. Thật ngại quá, cảm ơn. Trong lúc làm việc tôi không được uống nước. Vậy được rồi, tôi tên Anna. Tên tiếng Trung là Anna. Vậy hả? Tên đặc biệt lắm. Không sợ lạc mất. Vậy anh tên gì? Cô gọi tôi là 007 đi. Vậy bunker của anh đang ở đâu? Không phải, biệt hiệu của tôi là 007. Tại sao các người lại dùng biệt hiệu mà không nói tên của mình với người khác? Hay các người muốn giữ bí mật tên mình? Không phải tôi muốn giữ bí mật.
Vậy chứ anh tên gì? Cô gọi tôi là Lưu Đống được rồi. Lưu Đống, có phải anh không an phận hay đi đây đi đó không? Cô hài hước thật. Anh bơi giỏi lắm. Thật sao? Cô cũng vậy. Cảm ơn. Lưu Đống, ăn cơm thôi. Được, tôi tới ngay. Các người ăn cơm mất bao lâu vậy? Chắc khoảng nửa tiếng thôi. Hay chúng ta cùng đi ăn đi. Nhưng mà đang giờ làm việc không được ăn cơm. Vậy chúng ta hẹn bữa nào đó cùng ăn một bữa cơm. Anh thấy sao? Ở nước tôi thường thì đàn ông sẽ mời phụ nữ ăn cơm. Chỗ chúng tôi cũng là đàn ông mời phụ nữ ăn cơm, không để cho phụ nữ trả tiền. Được rồi, vậy thì anh cho tôi một câu trả lời chính xác đi. Anh à, cẩn thận đó. Cô xem, sao hả? Được không? Được lắm. Danh sách phóng viên cho buổi triển lãm cô lo xong chưa? Yên tâm, người ta làm tạp chí bao nhiêu năm, chút chuyện này sao làm khó tôi được. Biết vậy thì chi bằng hai chúng ta liên kết mở triển lãm. Tôi không muốn hưởng cái anh. Muốn làm, tôi tự làm. Đợi cô làm không biết tới chừng nào nữa. Gấp cái gì, tôi còn trẻ mà. Được rồi, tối nay tôi mời cô một bữa. Tầm thường quá, mới giúp một chút đã mời ăn cơm thì còn gì đặc biệt. Tôi thật sự không biết đó. Bên đó nhẹ nhẹ thôi. Chỗ này ngon lắm, tin tôi đi. Bài trí cũng đẹp đó. Ba mẹ à, nào, cô muốn ăn gì? Cô xem, cô xem cô cười kìa. Bạn học của tôi, với tôi nữa là một đội hai người. Nhưng mà lúc đó tôi cũng không biết là chuyện gì. Có lúc thật đó cực kỳ nhanh, không có lực cản. Cô biết không? Thật đó. Đừng bà cô ơi, chúng ta yên lặng ăn bữa cơm đi được không? Không được. Không phải, họ chỉ ăn một bữa cơm giống chúng ta. Cô đừng có nóng mà. Nhiều chuyện, đó là gái Tây. Thật đó, tôi không gạt cô đâu. Phục vụ. Sao em lại ở đây? Trùng hợp quá. Em đi với ai vậy? Ăn cơm chưa? Cô là ai? Còn cô là ai? Để anh giới thiệu. Anna, đây là Đới Na, vợ của tôi. Tên của hai người đều có chữ Na. Có duyên thật. Cô đẹp quá. Họa sĩ, nghệ thuật gia. Không, biên tập mỹ thuật. Vậy chúng ta ăn chung với nhau đi. Được đó, không được, tôi còn có bạn. Vậy tốt quá. Ngô Bá Thành, qua đây ngồi chung đi. Được. Đúng đúng đúng, ngồi chung đi. Vậy mau ăn đi, bất công nó nguội. Ăn nhanh đi. Chào anh, đây là bạn của tôi. Anh ấy mới là quả sĩ. Phải rồi, Lưu Đống. Anh còn chưa giới thiệu cho em biết cô Anna làm nghề gì đó. Đồng nghiệp của anh hả? Không phải, tôi là hội viên của câu lạc bộ bơi lội. Hôm nay anh ấy đã cứu tôi từ trong hồ bơi, nên tôi muốn làm quen với anh ấy. Cô bị chìm hả? Không phải, tôi chết rồi. Nhưng anh ấy tưởng tôi muốn tự tử. Tôi cảm thấy rất yên tâm vì anh ấy luôn ngó chừng tôi. Anh ngó chừng cô ấy. Không phải, anh tưởng cô ấy chìm. Công việc của anh là phải canh chừng người bơi, đúng không? Phục vụ. Gọi món.
Bà xã em tốt thật. Gì đây? Ngô Bá Thành đi ăn cơm với em. Em sợ anh tốn kém nên gọi anh ấy tới chia quá đơn. Không phải em sót cho anh sao? Em rất muốn đạp anh xuống xe. Thật đó, lúc em xuất hiện anh rất sợ em hiểu lầm, sợ em nổi giận. Anh nghĩ nhiều rồi. Em là người có phong độ mà. Đúng là vợ của Lưu Đống, rất là thoáng. Em hỏi anh, sao phải luôn ngó chừng cô ta, còn mời cô ta ăn cơm nữa? Anh đâu có chủ động mời. Là cô ấy chủ động mời anh ăn cơm. Hơn nữa, làm sao từ chối người bạn nước ngoài được? Em nói đúng không? Hơn nữa anh đâu có ngó chừng cô ấy. Ai anh cũng ngó, ngó bên trái rồi ngó bên phải. Ngày mai anh xin nghỉ việc đi. Nghỉ gì? Tại sao? Em lại nữa rồi. Tại sao vậy? Không tại sao hết. Không thì sao bắt anh nghỉ việc? Em không vui. Vậy em với Ngô Bá Thành ăn cơm với nhau, anh có vui không? Vậy anh có quen Ngô Bá Thành không? Nhưng Ngô Bá Thành là đàn ông, lại còn độc thân. Sao đây? Sao em ngang ngược quá vậy? Chỉ cho quan đốt lửa, không cho bá tính đốt đèn. Em sao vậy? Anh không phải lão bá tính bình thường. Anh là chồng em. Bà xã, nếu anh nghĩ công việc này, anh làm gì hả? Anh không thể ngày nào cũng ngồi ở nhà. Thì đi tìm tiếp. Tìm tiếp. Công việc này là Ngô Bá Thành giới thiệu cho anh. Nếu anh nghĩ gì, mặt mũi Ngô Bá Thành để đâu? Anh ấy không cần thể diện. Lúc đầu là em kêu anh làm công việc này. Anh không thích thì em không vui. Lúc đầu là lúc đầu. Lúc đầu em cảm thấy anh hợp. Nhưng giờ em thấy anh không hợp. Chỉ vì anh ăn cơm với cô gái Tây nên em thấy không hợp. Lúc đầu em cảm thấy công việc này không ổn. Em để anh đi chỉ sợ anh thoát ly xã hội. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ kết thúc sớm cũng tốt. Anh vừa bắt đầu, cái gì đã bắt kết thúc rồi. Anh có thể đi tìm công việc khác tốt hơn mà. Công việc tốt nào hả? Có công việc nào vừa có tiền vừa có mặt mũi, không phải tiếp xúc người khác giới không? Em tìm cho anh đi. Anh cãi đúng không? Khó cũng phải tìm. Đàn ông tốt không cãi với phụ nữ. Anh tìm được chưa? Cứ vậy đi. Anh tìm được chưa? Anh đi tìm, lên xe đi. Em làm gì vậy? Nếu hôm nay em không bắt gặp hai người, chắc chắn anh sẽ không nói cho em anh đi ăn cơm với gái Tây. Chậm thôi. Đi trước nha. Bye bye. Tôi đi trước đây. Tạm biệt. Đấy nha. Chị chạy làm hết hồn. Còn một phút nữa là 6 giờ. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Cô không về nhà hả? Hôm nay Bành Khải Hoàng tăng ca, không về ăn cơm. Tôi còn tưởng cô kiên nhẫn lắm chứ. Thì ra tìm tôi để thay thế. Được rồi, đừng quán trách nữa. Tôi mời cô được chưa? Không được, tối nay tôi phải về nhà ăn cơm. Sao? Trong nhà có chuyện gì thế? Nếu tôi không về nhà, chỉ có Lưu Đống với Tiểu Cần sống thế giới hai người. Ai? Đó là người giúp việc theo giờ tôi mới tuyển. Nấu ăn được lắm. Hay cô về nhà tôi ăn cơm luôn đi. Vậy cũng được. Có cần kêu cô ấy nấu thêm mấy món không? Tôi sợ không đủ. Mắt to hơn cái bụng, đảm bảo cô ăn no chết luôn. Được rồi, đợi tôi làm việc xong đã. Làm cái gì mà làm? Công việc làm cả đời lận. Đi thôi. Được được được, đi. Cảm ơn. Ngon lắm. Không chê vào đâu được. Cô là người Tứ Xuyên. Dạ phải chị. Món em làm hợp khẩu vị chị không? Rất hợp khẩu vị. Đới na cô khéo chọn thì còn ngon hơn Lưu Đống nóng nữa. Sao lại so sánh cô ấy với tôi? Bà xã tôi còn chưa nói gì, lâu lâu cô mới ăn. Làm sao biết hết những món tôi làm? Nghĩ tôi không phải vậy. Chẳng qua ở nhà mà có thể ăn món Tứ Xuyên chính thống thì rất là tuyệt. Như vậy có là gì đâu. Tương ớt ở Bắc Kinh không có cây. Em thấy da mấy chị rất đẹp.
Ở đây thời tiết khô hanh, bỏ thêm nhiều ớt sợ mấy chị nổi mụn. Em gái chu đáo quá. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 20. Có bạn trai chưa? Dạ chưa, lúc ở quê cũng có, nhưng lên Bắc Kinh thì chia tay rồi. Em thích đàn ông Bắc Kinh hơn, rất bản lĩnh. Đàn ông quê em không giống đàn ông Bắc Kinh. Sao cô nói chuyện có vẻ quái đản vậy? Cô không nghĩ tới cảm nhận của tôi hả? Chú thì khác. Chú là mẫu đàn ông điển hình của Bắc Kinh. Chú xem, vừa biết kiếm tiền, vừa yêu thương vợ, lại còn đẹp trai. Tìm chồng là phải tìm người như chú. Tôi thích nghe câu này của cô nhất. Tôi thích cô nói thật lòng. Cái khác không nói tới, tiền tháng sau tăng lương, được chứ? Nào, ăn nhiều vào, chú khích lệ cô đó. Cảm ơn chú. Đồ ăn mình nấu không có ngán, rất là tươi. Chú ăn nhiều vào. Nào, được rồi, được rồi. Lưu Đống, anh kiếm tiền từ lúc nào vậy? Tiểu Cần, cô cố gắng làm việc. Sau này chúng tôi giới thiệu bạn trai cho cô. Còn nhỏ mà, đừng có vội. Thật ra tuổi này cũng không còn nhỏ nữa. Có bạn trai rồi thì không thể tới đây nấu cơm. Nếu không có người nấu cơm, tôi sẽ thấy không quen. Lúc trước Tiểu Cần chưa tới, anh cũng quen lắm mà. Không phải, cô ấy không tới làm thì không thể nấu cơm cho anh đúng không? Cô ấy không nấu cơm cho anh sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Làm gì cũng chỉ muốn em có cơm ăn mà. Mau ăn đi. Ăn tôm đi. Cho dù em có bạn trai, cũng sẽ tới đây nấu cơm. Chú với chị ai cũng đẹp hết. Ở chung với hai người, tự nhiên em cũng sẽ đẹp lên. Còn bé này, cô như vậy là xinh lắm rồi biết chưa? Không cần phấn son, áo quần lụa là. Hai người học hệ Trung Văn, thấy tôi hình dung cô ấy đúng không? Phải rồi, ngày mai chị không về ăn cơm. Không cần phải nấu nhiều món đâu. Tiểu Cần, cho em nghỉ một ngày, ngày mai không cần đến. Đừng mà, chị không ăn thì chú ăn. Thì đó, chị à, em không mệt. Chị cứ yên tâm xong pha sự nghiệp của chị đi. Trong nhà cứ giao cho em, đảm bảo không để chú đói đâu. Nào, giao tôi cho cô đó. Em không đến, anh ấy cũng không đói chết mất đâu. Tôi thấy cái này với cái này không ổn lắm. Có phải nên phóng to hơn không? Không thể được. Làm vậy ảnh hưởng tới hệ thống đường xá giữa lầu B với lầu C. Bành tổng, anh thấy sao? Tôi nói các cậu biết, ngày mai đổi chỗ mua cơm hộp đi. Được được. Anh lại đây. Tôi cảm thấy cái này. Tôi rất thích trạng thái gia đình cô. Trạng thái gì hả? Rất là vững chắc. Đây là trạng thái mà tôi luôn muốn phá vỡ. Cho nên cô mới tìm một cô bé trong sáng về nhà hả? Cô không sợ dẫn sói vào nhà sao? Đây là sự cố. Tôi có một linh cảm không hay. Bà già họ Từ đó đang muốn để mấy đứa 9X mới dậy thì thay thế dần chúng ta. Sao vậy? Thì Tô Tiểu Tiểu đó, nhìn cô ta có vẻ nhẹ nhàng nho nhã, nhưng thực ra là đứa thông minh. Cứ tiếp tục như vậy, tôi mới thành thực tập sinh của cô ta. Tôi không lượn qua chỗ cô mấy ngày thì đã xuất hiện một tiểu yêu tinh. Không sao, để bữa nào tôi đi thu phục. Được đó, nhanh lên đi. Nào nào nào, ăn trái cây đi. Bà Xuân Hiểu, ăn chút trái cây đi. Nhà này có vẻ ngon. Thì đó, anh với Tiểu Cần đi mua. Tiểu Cần ngồi đi. Em biết không, giờ nho mắc lắm. Thiếu đường tính theo trái luôn. Cũng may Tiểu Cần biết trả giá. Thiệt đó, công lực thâm hậu hơn anh.
cùng lắm mất hơn vài đồng trả làm gì. Em biết cái gì? Không biết thú vui trả giá rồi. Đó gọi là cảm giác thành tựu. Nghệ thuật gia giống em không nghiệm ra được đâu. Em tìm Tiểu Cần tới là muốn giải phóng đôi tay của mình. Anh xem giờ tốt rồi, ai cũng khỏe hết. Em rất muốn kiếm được nhiều tiền. Đúng đó, em cố gắng bồi dưỡng bản thân, dành 1.800 với người khác đi. Em đi học máy tính, vào một công ty lớn làm gì. Đây mới là hiện thực cuộc sống bản sắc của xã hội. Em nhìn anh làm gì? Anh không nhìn em sao biết em đang nhìn anh? Có người em. Nhìn hai người kìa. Phải rồi, Lưu Đống, hôm đó Khải Hoàng cứ nhắc tới anh hoài. Nhắc cái gì hả? Chỉ cần Lưu Đống không chê thì cứ tới chỗ anh ấy. Ý này hay đó. Quốc tế Thanh Thuận. Lưu Đống, đây là bộ phận công trình của chúng tôi. Anh xem. Nào, bên này bên này. Bộ phận thiết kế. Lưu Đống, anh xem. Đây là bộ phận thiết kế. Bên này. Lại đây Lưu Đống. Đây là chỗ của anh. Vậy đi, anh làm quy tình hình vận hành của công ty trước. Giờ công trình của tôi đang thiếu một quản lý giám sát. Chút nữa tôi kêu người dẫn anh đi tìm hiểu xem sao. Hoàng Tổng, có người tìm anh. Tôi đi làm việc đây. Này. Đừng đụng vô, đừng đụng vô. Tôi tên Lưu Đống, tôi tự làm được rồi. Cho hai người không hiểu ý Bành Tổng rồi. Căn nhà này rõ ràng không có tỷ lệ chất lượng giá cả. Thứ này vẽ trên giấy không có cảm giác nghệ thuật. Quyết định phải có tính nghiên cứu một chút đúng không Bành Tổng? Cậu xem, chính là cái này. Tôi cảm thấy có lý lắm. Mọi người nhìn đi. Tôi cho rằng tỷ lệ chất lượng giá cả là một phần quan trọng nhất. Tôi hiểu rồi. Bành Tổng, thay bộ phận này đúng không? Chị đi làm đi. Mới ngày thứ hai anh đừng có đi trễ. Mau dậy đi, anh có nghe thấy không? Không đi. Cái gì? Anh nói anh không tới công ty Bành Khải Hoàng làm đâu. Anh lại dở chứng gì nữa? Em không hiểu tâm trạng của anh. Cứ ngồi ngay ra ở văn phòng cả ngày không làm gì hết, còn khó chịu hơn đợi chết nữa. Ngày đầu đi làm là chạy đó, quen là xong hết. Hơn nữa Lưu Đống đâu có nuôi không anh, từ từ sẽ quen việc. Mau chạy đi. Anh không dậy. Anh cảm thấy bản thân mình làm việc ở văn phòng như người dư thừa. Vậy mà ngửa tay lấy tiền lương. Tóm lại anh thấy ngồi ở văn phòng khó chịu, dư thừa lắm. Người ta nói mạng sống là ở vận động. Hôm nay người anh trì trệ, để anh ngủ thêm một chút đi. Lưu Đống, anh dậy đi.
Xuân Hiểu, xin lỗi cô. Sao vậy? Lưu Đống nhà tôi, nó không muốn đi làm ở công ty Bành Khải Hoàng. Tại sao? Có phải bất mãn với sự sắp xếp của Khải Hoàng không? Để về tôi nói với anh ấy. Không không không, không liên quan Khải Hoàng. Thật đó, là Lưu Đống không cầu tiến. Anh ấy nói làm không nổi công việc văn phòng, không ngồi nổi. Bùng nhão không thể trét tường. Ai lại nói chồng mình vậy? Hơn nữa, tìm công việc phải đúng với sở thích chuyên môn. Hơn nữa chỗ Bành Khải Hoàng không có gì tốt hết, chỉ là mấy công trình thôi. Lưu Đống nhà cô quen vận động, khó trách được anh ấy. Tóm lại, chuyện này xin lỗi hai người. Bữa nào tôi mời hai người ăn cơm. Bỏ đi, chuyện nhỏ mà. Lưu Đống cũng có ưu thế của riêng mình. Dốc dáng đẹp, lại khỏe mạnh, tráng kiện, nấu cơm cũng ngon. Cảm ơn cô nhiều. Chẳng qua là không thể để anh ấy ở nhà mãi được. Tôi nói câu này cô đừng thấy khó nghe. Tự nhiên cô đi tìm người giúp việc theo giờ làm cái gì? Tiền không có chỗ xài à? Cô gái đó giống y chú chó người máy. Cô tính canh chừng mãi hả? Nhìn đi, biết là khó nghe. Bỏ đi không nói nữa. Hay là sang làm tới chỗ tập thể dục với tôi. Cô cũng vận động một chút đi. Không đi, tôi bận lắm, phải kiếm tiền nuôi gia đình, rồi còn phải về canh chừng chú chó người máy. Người là cô tự tìm mà. Từ thôi, tốc độ không cần nhanh quá. Cô liều mạng làm cái gì? Đâu phải tham gia cuộc thi đấu đâu. Tôi cảm thấy chạy nhanh chút, thời gian sẽ giảm bớt. Đừng gấp. Nếu muốn duy trì dốc dáng, hãy cố gắng khống chế thời gian. Đó mới là quan trọng. Cô vội vậy nấu cơm hả? Không phải. Vậy được rồi, tập từ từ thôi, cố lên. Cảm ơn. Ngay cả chút chuyện nhỏ của huấn luyện viên cũng chu đáo như vậy, thì bởi chị mới làm huấn luyện viên. Giỏi thật. Được rồi, đừng ngưỡng mộ người khác nữa. Chào cô. Dạ mời cô. Cô ăn cái này hả? Mới vận động xong mà nạp nhiều năng lượng thì uổng công hồi nãy đổ mồ hôi. Cô yêu cầu bản thân cao thì. Cô chưa từng nghe câu nói đó hả? 3 tháng không giảm cân, 4 tháng đau thương, 4 tháng đau thương, 6 tháng đau thương. Phụ nữ chúng ta qua 30 không duy trì luyện tập thì những ngày tháng còn lại chỉ có đau thương triền miên. Cô thật biết đùa mà. Dạo này cô ít đến quá. Thời gian vận động mà ngưng đột ngột, dễ bị mập lắm. Thật hay giả vậy? Dạo này chồng tôi rất bận, khó khăn lắm mới về nhà ăn cơm. Tôi không nhẫn tâm để mặc anh ấy. Vậy hỏi cô, trừ chồng cô ra, cô còn người bạn khác giới nào không? Dĩ nhiên là không. Sao có thể được? Sao lại không thể? Trước khi kết hôn có không? Có chứ. Nhưng kết hôn xong thì không liên lạc nữa. Cô thật thà quá. Vừa kết hôn xong thì như đi lính, cống hiến tất cả cho gia đình, cắt đứt tất cả mối liên hệ. Có nói quá không vậy? Không phải anh ấy yêu cầu tôi. Hình như là tôi tự giác làm như vậy. Vậy là đúng rồi. Nghĩa là sao? Hôn nhân là sự đầu tư giữa bên A và bên B. Bên nữ bỏ ra 100.000, bên nam chỉ bỏ ra 1 đồng. Tại sao lại so sánh như vậy? Cô xem những gì cô vừa nói đi. Cái gì cô cũng cống hiến hết mình mà. Vậy sao lại nói anh ấy chỉ bỏ ra 1 đồng? Hôn nhân là toàn bộ của phụ nữ. Nhưng đối với đàn ông mà nói, trừ gia đình ra còn nhiều việc khác nữa. Sự nghiệp nè, anh em nè, thậm chí còn mấy em gái. Vậy tính ra đàn ông bỏ ra quá ít rồi. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Cô tự nghĩ đi. Đàn ông theo đuổi phụ nữ là một quá trình chinh phục.
lấy được rồi thì đã hoàn thành 99% mục tiêu, sau đó là hoàn thành công trình. Còn đối với phụ nữ mà nói, kết hôn chỉ mới bắt đầu một công trình. Cô ấy phải dùng hết sức lực vào đó. Cô mới kết hôn mà chưa nghe qua câu đó sao? Phụ nữ, một ngày làm công chúa, 10 tháng làm hoàng hậu, cả đời làm lụng vất vả. Cô miêu tả cho tôi một bức tranh đáng sợ quá.